新角，大家好，我是碧莹。大家好，我是燕丽。欢迎收看《飞跃世界 Go》。上一集我们教大家如何说谢谢，简单又实用吧？没错，因为说谢谢、感恩，每天都用得到啊。对啊。当别人跟你们说谢谢的时候，那你们要怎么回应呢？不客气啊，不会啊，不用谢啊。我是问越南话怎么说。OK， 好，那要怎么用越南话回应别人的谢谢呢？现在我们就来学吧。Bạn lại nói cảm ơn nữa rồi. Khách sáo vừa vừa chứ. Bạn lại nói cảm ơn nữa rồi. Khách sáo vừa vừa chứ. 这句话的意思是，你又说谢谢了，太客气了啦。好。我们来解释里面的单字哦。bạn 就是你的意思哈，来 nói 来就是又 ，nói 就说 ，cảm ơn 就是谢谢 ，bạn lại nói cảm ơn nữa rồi 就是你又说谢谢了。khách sáo khách sáo 就是客气哈 ，khách sáo vừa vừa chứ 就是太客气了。好。当别人跟你说谢谢、感恩的时候，你就可以回应“không có gì”或是“không có gì”，就是没什么。你也可以说“đừng khách sáo”，就是别客气。当然也可以说“có gì đâu”，也是没关系了的意思哈。还有啊，你也可以说“chuyện nhỏ thôi mà”，小事而已啦。OK， 所以今天我们教大家好几种回应别人的谢谢，那就是không có chi、không có gì， 就是没什么 ；đừng khách sáo， 就是别客气 ；có gì đâu， 没什么啦 ；chuyện nhỏ thôi mà， 小事而已啦。好，各位要记起来哦。现在我们把今天的例句 ，bạn lại nói cảm ơn nữa rồi， khách sáo vừa vừa chứ， 做个示范吧。Cảm ơn bạn đã giúp đỡ hai mẹ con mình. Xin chào nị, bạn chú của mình là ngờ mũ nị. Bạn lại nói cảm ơn nữa rồi. Khách sáo vừa vừa chứ. Nị yêu xuân xin chào là, thái khơi chi là lạ. Không phải khách sáo mà mình thật sự rất mang ơn bạn. Bù sư khơ xì, sư của chân đã hứng cảnh chi nị. Thôi được rồi, đừng nói nữa nha. Họ là, bù yêu chai số là. Học, hồ mình lấy chỉ sư lý miền tới xe tán dự.Cảm ơn bạn đã giúp đỡ hai mẹ con mình. Giúp đỡ 就是帮助 Hai mẹ con mình 就是我们两个母女 Hai mẹ con 就是母女的意思哈。Bạn lại nói cảm ơn nữa rồi. Khách sáo vừa vừa chứ. 这个刚才我们有学过了吧、就是你又说谢谢了，太客气了啦。Không phải khách sáo, 不是客气。không phải 就是不是 khách sáo 就是客气mà mình thực sự rất mang ơn bạn thực sự 是真的然后 mang ơn 就是感激的意思 thôi được rồi đừng nói nữa nha thôi được rồi 就是好了的意思哈 đừng nói nữa nha 就是不要再说了哦各位今天我们就学到这里不过下课之前呢我们要再复习一下吧Bạn lại nói cảm ơn nữa rồi. Khách sáo vừa vừa chứ. Bạn lại nói cảm ơn nữa rồi. Khách sáo vừa vừa chứ. Nì yêu số xê xê là thái khơ chi là lạ. 对这个呢但是各位要记得这句话只能对自己的比自己小或是同年龄的哦。因为vừa vừa 就是适可而止。好，那今天我们就学到这里。如果有什么疑问的话 ，email 给我们。好，就跟各位说拜拜了，拜拜。